Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá tựa game đầu tiên nha. Origin Ascent. Let's go. Ok. Let's go. Một khẩu AK. Một khẩu 42 nhé, 44. Rồi, mình sẽ đi về đằng sau này. Ok, tiếp tục tiếp tục AK. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ hai. Sniper 3D. Listen. Let's go. $400. Wow. Đó là bị lệch. Càng xa thì nó sẽ càng lệch các bạn nhé. Mình thử update. Sẽ có đủ để update không? Còn phi. Ok. Lại vẫn phải chờ thời gian. Tiếp tục vào. Thank you.
1000 feet thì sẽ nằm ở đây. Oh my god, sai rồi. Nhìn 200 feet. Ok. 1400. Mấy chàng nữa. Trăm feet. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ ba. Let's go. Một hộp quà, không biết được cái gì đây, quà. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Jolly Chica của hãng Sega. Let's go. Oh man, ok, lại thôi. Rất nhanh. Mình phải bắn trúng người ông ta. Một phát nữa thôi là ông ta sẽ thua.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ năm. Start game. Listen. Vẫn chưa đủ tiền. Tiếp tục là kẹo nữa thôi. Ok. Vẫn còn thiếu. Wow. Toàn lên mà. Và một anh chàng sẽ chặn. Đây rồi. Jolly Streaker Sliver. Oh my gosh, hold on. Bot rồi, ok. Ok.
Ok, và bây giờ thì sẽ là tựa game Hitman Sliver. Let's go. I swear to God, this truck is always breaking down at the worst time. Các bạn phải bảo vệ anh chàng này. Ở đây thì rất nhiều zombie. Oh. Do I look like a zombie to you? My gosh, bắn nhầm anh ta rồi. Đừng sao, mình sẽ bảo vệ anh ta. It's too calm. I don't like it. Rồi rồi, ấn nhầm cái thì nhân bắn một người anh ta luôn. Bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Tiêu diệt làm anh chàng này. Thank you.
không biết có đủ đạn không. Rồi rồi. Oh my god. Lại nào. Sắp tới rồi. Thời đạn rất là lâu. Oh my gosh, vẫn sợ. Ok, bắt buộc phải lại còn lại. Nhầm vào con người, sợ thật. Cái này rất là nhanh, cho nên nếu các bạn mà không cẩn thận là các bạn sẽ thua ngay. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Speedball Shotter 3D. Let's go. Wow, gì đây? Hơi khó nhiều một chút. Nhưng sao không anh sao kích ở đây nữa. Bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Silver Fury. Cái game này thì các bạn phải chơi bằng online. Đó là các bạn bật wifi hoặc là liên kết 3G, 4G. Và đây là một tựa game rất hay các bạn nhé. Let's go. Mình sẽ vào lại xem. Thì game đó vào rất là chậm luôn. Không biết là có update gì không, nhưng mà tựa game này thì mỗi lần mình vào thì mình phải đợi trong vòng tầm từ nửa phút cho đến một phút. Nó lát rất là chậm. Và cũng có thể nó là một tựa game khá là lạ.
Rồi, let's go. Okay. Listen. Update nào. Hơi khó một chút. What's going on? Oh my gosh. Wow. What was that? Oh, mission failed. Let's stop. Bởi vì nhanh quá hơn cả là. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Sleeper. À, đây là. Cái này thì nó lắc hơi lâu một chút. Wow. Không biết có lặng không. A sibling weapon. Ok. Welcome Sleeper. Yes. Yes. Kill. One shot. Triple kill. One shot. Butchery. Unstoppable. One shot. Unstoppable. One shot. Unstoppable.
one shot. Unstoppable. Headshot. Unstoppable. One shot. Unstoppable. 13秒. Okay. Unstoppable. Unstoppable. Headshot. Unstoppable. Ok, đã thắng rồi. Winner. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Sliver Bade, City Hunter. Oh my gosh. Vẫn là một tựa game mà phải bật vào wifi. Mission. Start mission. Mission start. So assassin with a Vitos. Là có một anh chàng assassin. Rồi, ok. Mission complete. Mission start. Mission complete. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.